Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Ban tổ chức Giải Dù lượn Tỉnh Kon Tum Mở Rộng năm 2024 đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân một phi công dù lượn gặp nạn khi dự giải. Theo ban tổ chức, thời gian xảy ra vụ việc là ngày thi thứ hai ngày 23 tháng 3 của giải. Thời điểm đó, phi công NAT 39 tuổi trú Hà Đông, Hà Nội chuẩn bị hạ cánh xuống khu đất trống để kết thúc phần thi. Khi còn cách mặt đất khoảng 20 mét, chiếc dù của phi công này gặp phải lỗi kỹ thuật đột ngột xoắn lại rồi rơi xuống đất. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ tích cực sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Liên quan đến vụ việc, chiều 24 tháng 3, ông Dương Quang Phục, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy cho biết, huyện cùng tỉnh Kon Tum đã cử đoàn công tác đi thăm viếng chia buồn và có một khoản hỗ trợ gia đình nạn nhân. Đồng thời, ban tổ chức cũng đã bố trí xe đưa thi thể phi công xấu số về quê để gia đình lo hậu sự. Ông Phục cho hay, sau khi kết thúc giải, lãnh đạo huyện cũng sẽ họp để đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức. Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Thể thao Hàng không SGP chi nhánh Kon Tum, sau khi xảy ra vụ việc, các thành viên giải đấu đã quyên góp được gần 100 triệu đồng để hỗ trợ bước đầu cho gia đình nạn nhân. Bà Trinh cho hay, những phi công tham gia giải đều bắt buộc phải mua bảo hiểm. Trước giải đấu, ban tổ chức đã kiểm tra việc này. Hiện tại, đơn vị này đang xử lý hồ sơ bảo hiểm cho nạn nhân. Trước đó, ngày 24 tháng 3, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum thông tin, khoảng 10 giờ ngày 23 tháng 3, đơn vị tiếp nhận phi công trên trong tình trạng hôn mê sâu, bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực, gãy xương sườn. Bệnh viện đã tích cực cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi, sau khoảng 3 giờ vào viện. Vào 19 giờ 10 phút ngày 24 tháng 3, thi hài thủy thủ xấu số Đại phó Đặng Duy Kiên 41 tuổi, thường trú tại Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng đã về tới nhà riêng. Dọc hai bên đường lối vào nhà, người thân, bạn bè, họ mạc và hàng xóm đã đứng rất đông đợi chờ anh. Thoáng thấy bóng xe cứu thương báo đèn từ xa, hai đứa nhỏ con của anh Kiên khóc gào tên bố. Từ trên xe chở quan tài chồng, vợ anh Kiên bước xuống ôm lấy con nức nở. Tất thảy những người chứng kiến không khỏi nghẹn ngào. Chiếc quan tài nhanh chóng được chuyển xuống khỏi xe và di chuyển vào trong ngõ để vào nhà. Không khí tang thương bao trùm con ngõ nhỏ. Trên quan tài, gia đình đã chuẩn bị sẵn cho anh một chiếc áo thun kẻ mà anh vẫn thích. Sau khi làm thủ tục vào nhà, một số bạn bè, chòm xóm và cơ quan đoàn thể quận Hải An, phường Đằng Lâm cũng đã vào thắp hương, chia buồn cùng gia đình. Theo đại diện gia đình chị Miền, sau khi bàn bạc và thống nhất, lễ tang anh Kiên sẽ được cử hành tại quê nhà xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo vào chiều mai và sau đó an táng tại quê nhà vào sáng ngày 26 tháng 3. Theo lời chị Miền, khi còn sống, anh Kiên luôn mong ước sau này về quê sinh sống cùng cha mẹ, nên việc làm lễ tang và an táng anh tại quê nhà cũng để anh được toại ý. Đại diện đoàn thể công ty chính quyền địa phương đã tới chia buồn tiễn đưa cùng gia đình anh Đặng Duy Kiên. Như tin đã đưa, tàu hàng True Confident có thủy thủ đoàn 20 người gồm 15 người Philippines, 4 người Việt Nam và 1 người Ấn Độ. Vụ tấn công khiến 3 người thiệt mạng, gồm 2 người Philippines và 1 người Việt Nam. Tối ngày 14 tháng 3, 3 thuyền viên của người Việt Nam gồm các anh Phạm Văn Thành sinh năm 1985, quê Hải Phòng, Nguyễn Văn Tảo sinh năm 1988, quê Hải Dương và Phùng Văn An sinh năm 1991, quê Nam Định là những người thoát nạn khi tàu hàng bị lực lượng Houthi tấn công trên Biển Đỏ đã trở về quê nhà an toàn từ Djibouti sau chặng hành trình hơn 15 giờ bay, quá cảnh tại Ethiopia và Bangkok, Thái Lan. Đối với Đại phó Đặng Duy Kiên tử nạn, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam cùng các cấp các ngành đã nỗ lực thực hiện các thủ tục để đưa thi thể anh Kiên về nước. Tuy nhiên, do việc vận chuyển là thi hài nên phải đợi có chuyến bay chuyên dụng mới có thể khởi hành, nên đến chiều ngày 24 tháng 3, thi hài anh Kiên mới được trở về tới sân bay Nội Bài. Mới đây, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, cơ quan công an đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ việc một người phụ nữ tử vong bất thường dưới mương nước cạnh đường Nghi Sơn, Sao Vàng hôm 16 tháng 3 vừa qua. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Vân Sơn, nghi phạm là một người phụ nữ tên X, ngụ xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn. Cơ quan công an đã làm việc khám xét nhà ở và bắt nghi phạm X để điều tra vụ việc. Ngày 20 tháng 3, công an đã mời vợ chồng bà X lên để làm việc. Bà X đã thừa nhận hành vi phạm tội. Giữa gia đình bà X và nạn nhân có quan hệ họ hàng với nhau, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Vân Sơn thông tin. Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3, gia đình bà LTP sinh năm 1976, ngụ thôn 5, xã Vân Sơn, đã tới cơ quan công an trình báo sự việc. Bà P đi làm đồng từ 13 giờ cùng ngày nhưng tối muộn không thấy về nhà, điện thoại không nghe máy. Thấy bất thường, người thân của người phụ nữ và chính quyền địa phương đã tổ chức đi tìm kiếm quanh nhà nhưng không thấy. Đến 21 giờ cùng ngày, thi thể bà P được người dân phát hiện dưới mương thoát nước sâu khoảng từ 40 đến 50 cm. Bên cạnh tuyến đường Nghi Sơn Sao Vàng, cách nhà khoảng 800 m. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa vừa có kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ án sai phạm đất đai xảy ra tại phường Ninh Hải. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Trần Hải, 60 tuổi, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ninh Hải, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Trần Thanh Tùng, 58 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, tội lạm dụng trong khi thi hành công vụ. Ông Trịnh Thanh Bình, 43 tuổi, nguyên công chức địa chính phường, bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Ông Hồ Nhật Trung, 50 tuổi, nguyên nhân viên văn phòng đăng ký đất đai thị xã Ninh Hòa, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo nội dung vụ án, năm 2017, bà TTX đến gặp ông Trần Thanh Tùng tại Ủy ban Nhân dân phường Ninh Hải để nhờ hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thửa đất hơn 14.200 m2 tại khu vực núi Bức Trong, đất do Ủy ban Nhân dân phường Ninh Hải quản lý. Ông Tùng đã gọi công chức địa chính Trịnh Thanh Bình qua phòng làm việc để hướng dẫn cho bà X đăng ký, kê khai và xác lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận. Ông Phó Chủ tịch phường cũng tự tay ký xác nhận phiếu yêu cầu dịch vụ đo vẽ cho bà X. Sau đó, bà X đã dẫn ông Tùng, Bình và cán bộ đo đạc thuộc văn phòng đăng ký đất đai thị xã Ninh Hòa đến khu đất để thực hiện việc đo vẽ. Tuy nhiên, bà X đã lớn tuổi, không thể leo địa hình đồi núi nên đứng dưới đường. Trong quá trình này, ông Tùng là người trực tiếp chỉ ranh giới thửa đất, mặc dù không thuộc thành phần tham gia đo đạc. Sau khi đo đạc xong, Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Ninh Hòa đã xuất bản sơ đồ thửa đất. Ông Tùng đã chỉ đạo ông Bình liên hệ lấy bản vẽ về đưa cho mình. Quá trình xác lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận, ông Bình không tổ chức lấy ý kiến khu dân cư để xác định nguồn gốc đất mà soạn sẵn nội dung rồi đưa cho ông Tùng. Ông Bình cũng là người nhận giấy chứng nhận thửa đất từ Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Ninh Hòa về đưa cho Phó Chủ tịch phường thay vì đưa cho chủ đất là bà X. Vài ngày sau, ông Tùng tiếp tục chỉ đạo ông Bình làm đơn tách thửa đất trên thành hai thửa có diện tích 7.000 m2 và 7.200 m2. Tiếp đó, ông Tùng chỉ đạo ông Bình soạn hợp đồng chuyển nhượng thửa đất 7.200 m2 giữa bà X và ông T, con trai ông Tùng. Để hoàn thành hợp đồng chuyển nhượng, ông Tùng đã nhờ cán bộ tư pháp phường Ninh Hải làm lời làm chứng trong hợp đồng. Đồng thời, ông Tùng cũng nhờ ông Bình soạn hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên với giá 10 triệu đồng để giảm thuế và lệ phí. Sau đó, ông Tùng ký chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, dù ông không được phân công phụ trách lĩnh vực đất đai và ký chứng thực. Theo kết luận điều tra, toàn bộ quá trình thực hiện từ cấp giấy chứng nhận lần đầu cho đến tách thửa chuyển nhượng, ông Bình chỉ làm việc với Phó Chủ tịch phường. Việc bà X có ký vào các giấy tờ trên hay không, công chức địa chính này không biết. Đồng thời, gia đình bà X cũng khẳng định không chuyển nhượng đất cho con trai ông Tùng. Sau đó, con trai ông đã chuyển nhượng cho người khác. Cơ quan điều tra xác định ông Tùng vì động cơ cá nhân đã vượt quá quyền hạn của mình, làm trái công vụ, đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 455 triệu đồng. Ông Trịnh Thanh Bình đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được phân công làm trái công vụ thông qua sự chỉ đạo của ông Tùng. Công chức này đã lập hồ sơ tham mưu đề nghị cấp giấy chứng nhận đất không đúng quy trình thủ tục, đối tượng gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước. Ông Trần Hải với tư cách Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường đã buông lỏng quản lý, không kiểm tra đôn đốc và giám sát việc xác định nguồn gốc thửa đất. Ông Hồ Nhật Trung, khi được phân công thụ lý hồ sơ trên, đã không kiểm tra thực địa, đã xác định đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận là không đúng quy định pháp luật.